Xin chào cả nhà. Hôm nay Chương Nhạn xin được phép chia sẻ về bài luật gieo hạt. Thì ba chữ này gọi là luật gieo hạt. Thì chúng ta làm theo luật. Luật là chúng ta phải hành xử theo luật, và gieo là chúng ta gieo lên từng mảnh đất đẹp, và hạt là chúng ta gieo cái hạt lên lên mảnh đất, thì gọi là luật gieo hạt. Đúng không ạ nhà? Thì gieo hạt là gieo như thế nào? Ví dụ như chúng ta trồng một cái táo, thì chúng ta sẽ có một cái hạt táo. Chúng ta trồng về cái nơi một miếng đất tốt, chúng ta vun phân tưới nước. Khi lớn lên đủ ngày, đủ mùa xuân và đủ thời điểm, thì nó sẽ trổ hoa và kết trái. Thì nếu chúng ta trồng cây cam cũng vậy, chúng ta trồng cây dừa cũng vậy, và chúng ta trồng tất cả mọi cây gì cũng vậy. Thì khi chúng ta trồng vào cái mảnh đất, chúng ta phải phun phân tưới nước, thì nó sẽ tươi tốt, nó sẽ tươi tốt. Và khi nó tươi tốt rồi, chúng ta sẽ được hái quả. Mà khi chúng ta trồng phân tốt, đất tốt, phân tốt và nước đầy đủ, thì cái cây nó sẽ tốt. Chúng ta sẽ hái được cái quả tốt. Và đó là tượng trưng cho chúng ta thấy là trồng cây nào, rào cây nào, thì chúng ta sẽ có hoa, chỗ cây đó sẽ chỗ hoa, và cái cây đó sẽ trồng, sẽ hái trái, thì chúng ta sẽ hái. Ví dụ như chúng ta trồng táo, hái táo, trồng dưa, hái dưa, trồng mận, hái mận, trồng ổi, hái ổi, trồng cái gì là hái cái đó, đúng không ạ nhà? Trồng cái gì là chúng ta hái đó, bất cứ chúng ta trồng cái gì thì chúng ta sẽ hái cây đó. Chứ không bao giờ chúng ta trồng cái táo mà chúng ta có thể hái cây cam cũng có cả nhà. Trồng cây nào chúng ta sẽ hái cây đó, cả nhà ha. Thì hôm nay đó là tượng trưng về cái biểu đồ để chúng ta biết cách để chúng ta gieo hạt. Và gieo hạt như thế nào? Hạt tốt á, thì chúng ta sẽ được cái cây tốt. Và khi chúng được cái tốt á, thì chỗ bông hoa lá nhiều. Thì khi mà chỗ bông hoa lá nhiều thì chúng ta sẽ hái được trái nhiều. Đúng không cả nhà? Sẽ đơm bông kết trái cả nhà ha. Thì cả nhà đã nhớ, chúng ta gieo cái hạt nào, chúng ta hái hạt đó, gieo vào mảnh đất nào thì tốt hay xấu là chúng ta cũng hái theo cái mảnh đất mà chúng ta gieo luôn. Đây là một cái ví dụ để tượng trưng cho chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta hàng ngày á, chúng ta có nhiều cái mà gọi là bất biến nó đến với mình. Điều xấu có, điều tốt có, và tất cả mọi thứ thì nó luôn luôn vui có, buồn có, sầu có, khổ có, luôn luôn kề cận bên chúng ta, mọi lúc mọi nơi, không rời xa. Khi chúng ta mà không trụ tâm, chúng ta không trụ chánh niệm, là nó sanh khởi lên, là nó sẽ làm cho chúng ta là gieo cái hạt ở cái mình mảnh đất xấu hồi nào chúng ta không hay. Cho nên khi chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức về mọi việc chúng ta làm, chúng ta luôn luôn tỉnh thức mọi về cái vấn đề chúng ta hành xử, những lời nói chúng ta nói, những cử chỉ và hành động của chúng ta, luôn luôn trong chánh niệm, để chúng ta biết được rằng là chúng ta đang làm gì, đang nói gì và đang gieo hạt như thế nào. Chúng ta hãy bám sát lấy cái vị trí của mình, tư tưởng của mình và trí tuệ của mình, để chúng ta biết được là chúng ta sẽ làm như thế nào để cho cái hạt giống của chúng ta, hạt giống tâm của chúng ta, hạt giống bồ đề của chúng ta, nó luôn luôn là có năng lượng, luôn luôn là có niềm vui, luôn luôn có niềm tin và luôn luôn có tình thương. Khi có tình thương rồi, chỗ hoa kết trái thì lúc đó sẽ có trái ngọt cho chúng ta dùng. Vậy hôm nay em chia sẻ với cả nhà rằng là cái mà em đang gieo, khi em học được những bài tập trong New Mai này thì có giá trị rất là cao. Bài học nào cũng thấy hay, bài học nào cũng thấy tốt hết. Hôm nay em xin được gieo cái cảm nhận của em đối với trong cái hành trình em đã sống đã và đang sống vừa qua. Em luôn luôn gieo hạt từ bi. Hạt từ bi là hạt như thế nào? Ai giận dữ, ai nói như thế nào cay đắng, mình phải từ bi hỷ xả, mình phải bao dung tha thứ. Đó. Và chúng ta có gieo hạt trí tuệ và kiên cường. Trí tuệ là như thế nào? Trí tuệ là chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng phải có sự kiên định, phải sự nhận xét đúng sai. Đó. Và sự kiên cường là chúng ta luôn luôn dũng mãnh,
chúng ta luôn luôn kiên cường, chúng ta luôn luôn phấn đấu, chúng ta luôn luôn hướng về phía trước. Nó gọi là gieo trí tuệ và sự kiên cường của mình, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại gian nan, rất là kiên cường. Tại vì trí tuệ chúng ta nhìn được rồi, cho nên là chúng ta đưa cái trí tuệ chúng ta đi trước, và sự kiên cường nó sẽ nói bước theo sau. Và chúng ta sẽ đi sự giác ngộ. Giác ngộ là như thế nào? Đức Phật có dạy chúng ta rằng là Phật với chúng sanh chỉ có một cái màn vô minh mà thôi. Phật thì giác ngộ, còn mình là chưa giác ngộ. Giác ngộ là như thế nào? Thấy cái đó không đúng thì mình phải sửa cho đúng. Thấy cái đó sai thì đừng làm. Thấy cái đó làm cho người ta đau khổ thì mình đừng làm cho người ta đau khổ. Mình thấy mình buồn phiền là mình loại trừ bỏ cái buồn phiền liền. Mình thấy mình tham lam là ngắt bỏ tham lam liền. Đó là sự giác ngộ. Và gieo phước. Phước là như thế nào? Ví dụ chúng ta chỉ cần cái ngắn ngủi thôi, chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy một cái cây nằm giữa đường đi, chúng ta đem vào, đó là chúng ta cũng gọi là đang tạo là gieo cái phước đức đó. Và bây giờ chúng ta thấy sản phẩm này tốt nè, chúng ta đi chia sẻ đi, đó là chúng ta đang gieo phước đức. Và chúng ta gieo lòng nhân ái. Lòng nhân ái là như thế nào? Ví dụ như hôm nay chúng ta đi học, có cái chuyện gì buồn bực mà người khác đem đến cho mình á, hôm nay mình mở cái lòng nhân ái của mình không trách họ mà thương họ và an ủi họ và cùng động viên và chia sẻ với họ. Và gieo ý thức là hôm nay em sẽ đang chia sẻ nè, em đang chia sẻ với cả nhà nè, là gọi là em gieo ý thức đó. Và em gieo ý niệm, có nghĩa là khi ai nói em điều gì không tốt, em phải niệm, em phải chánh niệm, và em sẽ gửi cái tín niệm đó lại cho người khác. Và em sẽ không có phiền hàn, không có khổ đau, đó là em có ý niệm. Và em gieo vinh quang là em biết công việc người ta làm, người ta thể có tiền nhiều đó, nhưng em cũng luôn luôn gieo cho họ để họ có tiền nhiều là vinh quang. Và em đem tiếng tốt đến cho họ, những lời nào không hay là em không được nói. Và em luôn luôn gieo lời tốt để cho những người bên xung quanh với em. Và em gieo phú quý là em giúp đỡ cho người đó có tiền, em giúp người đó có công việc ăn việc làm. Và em gieo sự thấu hiểu là em luôn luôn đồng cảm với người đó và thấu hiểu trong cái tình trạng người đó đang buồn, đang khổ, đang sầu gì đó, mình thấu hiểu và cùng chia sẻ. Và em luôn gieo sự hiểu mình hiểu mình trước, mình mới hiểu người sau, thì hiểu coi trái tim mình đang muốn gì, đang cần gì và khao khát cần có gì, chúng ta phải chinh phục nó. Và gieo đi sự hiểu người, khi chúng ta hiểu mình rồi thì chúng ta hiểu người, tôi đau thì người khác cũng đau vậy đó, chúng ta đừng làm cho người khác đau. Và gieo đi sự chinh phục là tất cả mọi thứ khó khăn nhưng vẫn xin chinh phục được công việc mà khó khăn đó vẫn làm được. Và gieo đi tính tiềm năng vô hạn. Cái tính tiềm năng vô hạn á, tính tiềm năng là có như là cái tính năng của con người chúng ta, khó cũng vậy, khổ cũng vậy, vô hạn có nghĩa là vô kể, vô số, vô vàng đó. Và gieo đi tài chính là chúng ta đang gieo tài chính á, giúp cho người khác có công ăn việc làm đó. Và gieo đi sự khai sáng, ví dụ hôm nay một người đó đang buồn không sầu, đang sầu cũng khổ đi, hôm nay mình lại mình chia sẻ, mình khai sáng cho người đó không sầu không khổ nữa, đó là chúng ta đang gieo sự khai sáng. Và chúng ta gieo đi sự thăng hoa, ví dụ như ngày hôm nay người đó đạt một sao đi, và bây giờ người đó đang còn thiếu một vấn đề nhỏ nhỏ nào đó, nhưng mình đến mình sẽ hỗ trợ cho người đó, mình giúp cho người đó thăng hoa trong tháng này sẽ đạt được là một sao đó cả nhà ha, đó là gọi là thăng hoa. Và gieo đi sự nhân đạo, có nghĩa là chúng ta làm cái gì cũng phải có cái nhân với cái đạo hết. Nhân phải có nhân mới có đạo. Đạo là đạo gì? Đạo làm người. Đạo làm người, giữ đạo giữ đời. Và nhân là gì? Là cái lòng nhân ái, lòng thương yêu của mình, gọi là gieo đi sự nhân đạo. Và gieo đi sự nhân văn. Gieo là chúng ta gieo như là gieo hạt đúng không cả nhà? Sự là bất cứ sự việc, sự vật gì đó, nhân là cái gì? Nhân từ, văn là gì? Văn là văn hóa. Ví dụ như hôm nay người đó buồn, đang cần có người chia sẻ thì chúng ta đến chúng ta chia sẻ, đó là chúng ta gieo sự nhân văn đó. Và gieo sự kinh tế hàng loạt, có nghĩa là không phải riêng một người nhưng mà chúng ta có thể gieo đi rất là nhiều người. Và chúng ta gieo đi lòng từ, có nghĩa là những cái chuyện gì khó khăn đó nhưng chúng ta cũng gieo cái lòng từ của mình đến với người đó. Và chúng ta gieo đi sự thăng tiến, ví dụ như hôm nay trong đội nhóm mình cần một chút xíu nữa để kiểu đội nhóm mình thăng tiến thì mình góp tay góp sức vào đó để hỗ trợ cho đội nhóm của mình. Và đặc biệt á, là hiểu về tính không. Hiểu về tính không là sao? Không màu, không mùi, không vị, không sắc nè,
Không có nghĩa là biết nó là tính không, giờ là chúng ta không vì nó mà sầu khổ, đúng không cả nhà? Không vì nó mà sầu khổ, không vì nó mà đau khổ đó. Cho nên là chúng ta hiểu về tính không thì chúng ta phải loại bỏ cái tính không đó, và đừng bao giờ vì tính không mà sầu khổ, vì nó có thể biến lên cho mình sầu mình khổ, xong nó sẽ tan biến và hư vô đó. Và hiểu về vô thường, gọi vô thường á thì gọi là không có. Vô thường là nó đến và nó đi lúc nào mình không hay, bất cứ sự việc sự vật luôn, cả con người chúng ta cũng vậy, vô thường nó đến thì nó sẽ đi. Và hiểu về tha thứ là chúng ta luôn luôn tha thứ, bao dung và tự tại. Là ví dụ như ai làm mình buồn đó, mình tha thứ đi, mình đừng có buồn nữa, là mình đang tha thứ cho họ đó. Và đặc biệt mình luôn cả tha thứ cho chính bản thân mình. Và hiểu về giác ngộ. Giác ngộ là như thế nào? Giác ngộ là không si mê, không tham đắm, không đau khổ, không hơn thua. Đó là hiểu về giác ngộ. Giác ngộ là sao? Luôn luôn bao dung tha thứ, vị tha độ lượng. Đó là gọi là giác ngộ. Không tham, không chấp, không sân, không si. Đó là giác ngộ. Và hiểu về nhịn. Nhịn là như thế nào? Người ta nói một câu nhịn là chín câu lành. Nhịn thì nước sẽ không sôi, lửa sẽ không bỏng. Nhịn là chúng ta sẽ ban rải tâm yêu thương, ban rải tâm từ. Đó là chúng ta phải hiểu về nhịn. Và chúng ta hiểu về sự tôn trọng. Tôn trọng cho người khác thì người khác sẽ được hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta sẽ được hạnh phúc. Và hiểu về cái sự báo hiếu. Cha mẹ mà, chúng ta báo hiếu là gì? Trước khi chúng ta muốn báo hiếu cha mẹ thì chúng ta phải có một cái trí tuệ và một cái tâm tốt mà ba mẹ đã ban cho chúng ta. Thì chúng ta phải hành xử tất cả những mọi việc cho điều tốt. Chúng ta đừng để ba mẹ chúng ta buồn. Chúng ta hiểu điều đó, chúng ta không gây lộn, không đánh lộn, không tham, không đắm, không sân, không si. Đó là báo hiếu cha mẹ đó. Và chúng ta hiểu về tự tại. Biết hôm nay tôi không tiền, biết hôm nay tôi không có vui, nhưng chúng ta luôn tự tại vì cái tâm của mình. Không tham cầu, không say đắm, tự tại, nghiêng ngang, không bám chấp, không vui, không buồn, không sầu, không khổ. Đó. Và hiểu về con tim của mình. Con tim của mình là ngưng đập là sao? Là chúng ta không còn sống, đúng không? Cho nên con tim mình còn đập á, thì chúng ta mới được sống. Thì sự sống của chúng ta là một sự sống rất là quý giá. Thì chúng ta phải hành xử sống như thế nào đó, đừng phụ trái tim mình, mà luôn luôn yêu thương cho mình, tin mình, để cho chúng ta được cuộc sống viên mãn. Đây là bài học hôm nay mà em muốn gieo trồng. Em xin cảm ơn cả nhà chú ý lắng nghe và hỗ trợ cho em để bài học thứ hai em gieo một cái hạt cho thật là tốt nữa. Em xin hết, chúc cả nhà chúng ta một buổi tối ngủ ngon nhé.